Việc chào quý vị và các bạn thân mến. Ở video lần này, Việc chia sẻ đến quý vị và các bạn về nội thất của hai cặp chép cồi, tháo ra để quý vị và các bạn xem ở bên trong coi nó như thế nào. Thì có một vài bạn bình luận á, nói là cái cặp chép này là hai cục sắt vụn mà bán tới mấy triệu bạc, làm như là có vàng ở trong này. Thì hôm nay Việc tháo ra để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng xem luôn. Và sự thật là Việc không quan tâm đến những bạn có những cái comment bình luận như vậy đâu. Cái này Việc chủ yếu chia sẻ cho những bạn mà chơi audio, những bạn thích chép đồ này nọ đó, tò mò coi cái ở bên trong này nó có gì và con lo của nó cấu tạo của nó như thế nào. Thì Việc mở ra để quý vị và các bạn cùng xem tham khảo. Thì đầu tiên là Việc mở cái cặp chép cồi Pioneer. Thì cái cặp cồi này á là nó ba con ốc bắt ở dưới đất này, và cái hãng á họ có nhỏ keo lên ba cái đầu ốc. Và tuy nhiên thì khi mà Việc vặn ra đó thì keo nó sẽ chóc ra nha. Đó. Quý vị nào mà thầy thợ thì bỏ qua nha, tại vì thầy thợ thì cũng đã gành quá mấy cái vụ này rồi. Cái này Việc chia sẻ cho những bạn mà chưa biết thôi. Đó. Đó, khi mà mình vặn ốc ra thì cái cầu này mình lấy ra như thế này quý vị và các bạn. Đó, và đây cái này thường quý vị nào hay chơi cồi đồ này nọ thường hay gọi cái này là cái quả tiễn quả tiết gì nè đó. Và khi là mình đẩy nó vào như đó, đẩy nó vào á là nó như thế này đó. Như quý vị còn cái ở bên trong nè, này quý vị, đây là cái con lo nè, cái này là cái mâm chép. Thì cái con lo nó nằm ở bên trong này, nó có một cái khe từ bên trong này. Đó, con nó nằm ở trên cái mâm này. Đó, cái mâm này bằng một lỗ nhựa tổng hợp gì đó và có hai cái gâu ra. Đó, câu có dây cộng trừ thôi. Đây quý vị và các bạn, đó. Cộng trừ qua hai bên này. Theo Việc nhìn thấy á là cái dây rất là nhỏ, dây nhỏ chắc tầm khoảng cỡ sợi tóc của mình đó quý vị và các bạn. Đó. Để Việc cái tháo cái chép bên đây luôn. Một chép bên đây mình tháo rồi chứ. Đó, thì ở bên đây thì cũng vậy thôi, thiết kế cũng y nhau thôi quý vị và các bạn. Đó, giống hệt nhau. Cái này là siêu còi, tiếng kêu rất là hay nha quý vị, của hãng Bioneer. Đó, để Việc đo cho quý vị và các bạn cùng xem. Đó, khi mà mình đo nó kêu gồ gồ như vậy là chép còn hát tốt nha quý vị. Và cái cồi này á thì cái đường kính của nó là cái đường kính ở bên trong này á, ở bên trong này là 6. Cồi này là bằng gang nha, cồi bằng gang. Và cái đường kính bắt ốc á là 9. Cái đường kính bên trong này là 6, đường kính bắt ốc là 9. Thì để Việc gắn vào một chiếc đo thử cho quý vị nghe. Khi mà mình gắn vào á thì cái tiếng của nó kêu rất là lớn quý vị và các bạn. Gắn vào. Đây là cái miếng gon ha. Đó. Gắn vào thì cũng rất là đơn giản thôi. Quý vị thấy tiếng kêu rất là thanh. Khi mà có còi vào á thì tiếng kêu rất là thanh. Rồi để Việc vặn luôn cái
cái chiếc bàn đại dương ha. Khi mà bắt vào cái cồi á thì tiếng nó kêu rất là thanh. Thì cái cồi này á là 10W 16 ohm. 16 ohm thì kêu hay rồi, của hãng Pioneer siêu cồi. Đó. Và cái cồi này cái chiều sâu của nó là được 8 nha, chiều sâu của nó được 8. Và cồi này thì quý vị và các bạn nào mua á, thì việc bán cho quý vị và các bạn 2 triệu 500 nghìn đồng đã bao gồm phí ship. Đó. Rồi tiếp tục là cái cồi 6 lỗ. Đây vị, đây là cái cồi của Pioneer. Cồi này là 8 ohm. Đó. Pioneer 8 ohm. Đó. Cái này là chỉ là một cái hộp mũ để bảo vệ cái cồi này thôi. Đó, còn ở đây là cái cồi 6 lỗ, cồi gang nè. Cái này là bằng gang nha, bằng gang 6 lỗ nè. Đó. Cụ chép này rất là to. Đó. Thì muốn lấy cái cồi này ra để mình vặn thử rồi nha. Đây. Và cái cầu này khi tháo cái họng ra thì cái chép của nó cũng đơn giản thôi, y như cái kia thôi quý vị và các bạn. Thì bên trong này nó có cái mâm và mâm chép và cái con thôi, đó, đơn giản thôi. Khi gắn cái cầu này vô thì nhìn nó rất là ngầu. Đó. Ở đây á, thì muốn lấy cái mâm này ra đó, thì ở đây nó có ba con ốc nè, 1, 2, 3. Thì mình vặn mình sẽ lấy ra được. Để việc vặn việc lấy ra luôn cho quý vị và các bạn xem nha. Có nhiều bạn thấy việc tháo ra thế này rồi sẽ không dám mua cặp này, bảo là mất zin rồi. Cấu tạo của cái loa chép nào quý vị và các bạn, cái con loa nè. Đó. Đơn giản thôi. Đây là cái con loa và cái dây này rất là nhỏ nha. Thì bởi vậy khi mà những cái loa chép như thế này á, nó bị cháy á, thì mình quấn lại đó thì nó sẽ không kêu bằng, với lý do là mình không có cái sợi dây đồng mà nó nhỏ đến như vậy. Và có đi nữa thì cái dây đồng của mình á, nó cũng không chất lượng bằng quý vị và các bạn. Đó. Đó. Đơn giản thôi. Còn đây là cái còn đây là cái củ từ nè quý vị, đó, cái khe từ. Cấu tạo của cái loa chép nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi cái cặp chép này á thì cặp chép mà gang 6 lỗ nè. Cái này về quý vị và bạn gỡ cái miếng mủ bên ngoài này ra ha. Rồi mình cắt cái dây ra. Mình để ở bên ngoài nhìn nó rất là đẹp luôn, rất là đã luôn. Cặp chép này thì giá 3 triệu 500 nghìn đồng bao ship cho quý vị và các bạn. Rồi, Việt cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Việt xin chào quý vị và các bạn.